soi kèo, dự đoán Trung Quốc với Maldives. 18 giờ 30 phút ngày 3 tháng 6 vòng loại World Cup khu vực châu Á, Trung Quốc đang có được phong độ rất cao ở những vòng đấu gần đây. Một chiến thắng là thứ đã được dự đoán từ trước dành cho họ, nhất là khi đối thủ chỉ là đội bóng nhỏ bé Maldives mà thôi. Maldives gần như hết hy vọng lọt vào top 12 đội mạnh nhất sau vòng loại này. Những trận đấu sau này của họ chỉ mang tính thủ tục mà thôi. Maldives không được đánh giá cao trên sân khách. Lối đá của Maldives khá nghèo nàn. Họ chủ yếu tận dụng những đường truyền dài vượt tuyến lên cho các tiền đạo. Tuy nhiên, nó cũng bị đối thủ bắt bài một cách dễ dàng. Về phần mình, đội chủ nhà Trung Quốc đang có được phong độ cao ở những vòng đấu gần đây. Cơ hội đi tiếp của họ là hoàn toàn sáng cửa. Động lực để đội bóng này thi đấu là vẫn còn rất nhiều. Trung Quốc là bên có được yếu tố sân nhà ở trận này. Nó sẽ là điểm cộng tâm lý rất lớn dành cho các cầu thủ của đội. Lối đá của họ cũng trở nên rõ nét gần đây. Khả năng kiểm soát thế trận cũng được cải thiện rất nhiều. Trận này, khả năng cao Trung Quốc sẽ ra sân với nhiều cầu thủ dự bị. Họ vẫn còn lượt trận cuối đầy căng thẳng ở phía trước. Tuy nhiên, cũng là rất khó để đội khách làm nên được bất ngờ ở trận này. Kèo nhà cái Trung Quốc với Maldives. Trung Quốc là đội có được yếu tố sân nhà ở trận này. Ngoài ra, họ còn có được đội hình ra sân mạnh nhất. Soi kèo châu Á là một được xem là thấp. Trận này đặt Trung Quốc là chắc ăn. Thành tích đối đầu trong quá khứ cũng đang đứng về phía của đội bóng này. Chọn Trung Quốc. Soi kèo tài xỉu Trung Quốc với Maldives. Trung Quốc quá mạnh so với đối thủ. Một chiến thắng đậm là thứ đã được dự đoán từ trước dành cho họ. Soi kèo tài xỉu là 3 được xem là thấp. Kèo này đặt tài là chắc ăn. Chọn tài. We'll be right back.